Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đối với lại với kênh Dayami. Thì theo như là bà chị trong bệnh viện có dặn dò á, thì chị gửi cho một cái con xe xe SUV SUV á, chống đạn luôn mà vàng đó, để khi mà chị ra viện thì mình đem tới mình đón. Tại em bữa là chạy con cúp á, nó không có được bảo kê cho lắm cho nên là vô viện rồi. Bây giờ là đây, cái con này là con này trong game thì được làm giống cái con Range Rover Evoque ở ngoài đời, giống từ cái đầu cái đít cái đèn luôn. Đó thì đây đó, mấy bạn thấy không, cái mâm mà 20 inch mạ vàng mà còn khắc thêm hoa văn chi tiết nữa đó. Đó, đây là xe mạ vàng hết luôn toàn bộ. Rồi cửa thì trong mỗi cái ô này nó có một cái thiết bị thông minh mà người ta hay gọi là cái gì mà số 77 á, cái số 7 phía sau á, mình không có tiện nói ra mất công mệt lắm ha. Thì bây giờ là trong thời gian đó thì bà chị vẫn nằm bệnh viện, rồi gửi xe trước cho mình chăm sóc thôi. Đó, bây giờ mượn lấy đi làm Uber thử một cái thôi, coi nó chạy ngon không. Xe này là kính đen hết luôn, ngoài nhìn vô không có được mà bên trong nhìn ra được. Bây giờ mình tới cái điểm này. Thì nãy giờ cái video này là cái video lần thứ ba mình quay rồi, cứ quay xong rồi cái gần xong nó bị lỗi, gần xong nó bị lỗi. Bây giờ game của mình nó lỗi nặng quá luôn rồi, mình hiện tại đang copy ra một cái bản GTA khác để mod cảnh sát á. Hiện tại thì vẫn đang cóp, còn skin thì mình chưa có đụng đến. Hôm nay thì trong người có chút xíu men men cho nên là buồn ngủ, mà ráng thức để làm video xong rồi mình đi ngủ, uống uống hơi quá. Bây giờ buồn ngủ rồi, nặng nặng cái đầu. Bây giờ là xuống dưới đây đón khách đúng không? Ok, xuống nhìn xe đừng hết hồn mấy đứa ơi, xe mà vàng nhìn thấy đừng hết hồn. Xe chạy xịn, chạy không nghe một cái tiếng động này luôn. Đó, lên đứa nào, đứa nào. Một anh trai, hai em gái. Lên đầu hết xong ngồi phía dưới á. Ê, vậy cái gì vậy, tao có làm gì đâu trời ơi. À quên, ở bên trong nội thất được độ giống bà chị á, chị này trời đẹp, đẹp gái quá, em tóc vàng da trắng mũi cao mắt mắt to miệng mím mím chím chím. Bình tĩnh đúng không, hai thằng này lên xe đứa nào cũng run quá đó, còn quỷ bình tĩnh nhưng không có chuyện gì xảy ra. Này đi đâu đây, khách sạn hay đi đâu đây, biết đâu ạ. À, biết đâu được. Ê, thằng kia chạy chạy từ mày, từ chạy xe đó mày, biết là được xíu hồi xin số chị cái tóc vàng với cái anh trai cái bên mới được. Không, xin số cái anh trai này để hỏi làm sao bí quyết mà một lần dắt được hai em thôi. Mình vẫn xin số em tóc vàng đó. Ý con mèo kìa, mốt nuôi con mới được. Không, mình đang nuôi chó mà sao nuôi mèo được ta. Ui, xíu nữa là xong rồi. Cái này nó cái kẹt nó còn dài nữa mà nó cắt khúc có nhiêu đó thôi. Nó bóp, nó còn một cái xa 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 hay sao nữa. Và thằng kia nó chạy ngu, nó nói ơi trời chưa 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 rồi xong rồi. Quỷ này biểu mày chạy ngu, chạy ngu tại mà tao bị chạy xe. Xe xịn nữa mà nghe tiếng chạy không, tiếng êm cực kỳ êm luôn. Để mình về số tay cho. À quên nữa, cái bản game này mình chưa có mod, máy mình tới hai bản game lận, hai bản crack với một cái bản quyền. Mà giờ hai bản crack cái bản nào cũng chả biết dính lỗi nào nữa, cứ thích là nó lỗi không. Cái tới nhà rồi nè mấy em ơi, đâu rồi, lộn, mà tới nhà rồi nè, hai một anh hai chị nhà đây. Ở đây còn anh trai đứng đợi nữa kìa, trời ơi giờ là for sum luôn chứ không phải là tree sum nữa. Ba nha, trời ơi đó đó, đợi nó tới đây kìa, gọi gì mà gọi đó, một anh trai vô nhà là mở cửa cho hai em gái đi vô chưa, không sai mà trời ơi. Hủy cái vô lẹ mà em thấy nó chờ để mình vòng đầu, có khách gọi phía dưới. Ê thằng,
Ủa có chị gái, trời ơi, sao bơ vơ một mình vậy? Sao mà đi ra rồi? Xong mở cửa đấy thanh niên này. Rồi thanh niên quên chìa khóa lấy điện thoại gọi rồi. Nhục boy. Dắt gái về cho đã tưởng gì. Không có chìa khóa vô. Chắc nhà mượn của thằng kia quá. Ủa đâu ta, cái điểm ở đâu ta? À đây nè. Thì hiện tại thì cái đầu mình nó nặng nặng chút xíu mà bây giờ ấy đường này xuống được không? Không, đường nào cũng như nhau mà. Đầu nó thì nặng nặng buồn ngủ quá rồi mà nãy giờ chưa ngủ được. Cộng thêm cái tức tức nãy giờ nó làm cứ lỗi làm lỗi làm lỗi tức quá trời tức luôn. Ui! Shit. Ê mà xe nó không có móp lắm. Nó chỉ đèn vẫn còn. Chỉ hư cái lốc lốc tản nhiệt phía trước với bung cái nắp lên thôi, trời không sao. Xe xịn, mấy bạn thấy xe xịn không? Đụng nhưng mà nó không sao nó không. Cái này là có gì về chút xíu bà chị bà hỏi mình đó là để em test xe cho chị để có sau này đụng có gì thì không có vô bệnh viện nữa. Tại bữa ê bên này nó có gì không? Ê nó làm gì vậy? Quay con mày làm gì đó? Bắt cướp rồi, nó bắt cóc rồi, nó bắt cóc kìa. Chu Mi Nga bởi người ta nó bắt cóc, cảnh sát rồi. Cảnh sát ơi, này nó bắt cóc rồi cảnh sát ơi. Tắt đi, trời ơi, tôi đi theo dõi bọn mày kìa. Nó bắt cóc kìa, police nè. Police officers are en route to your current location. Giờ sao xử nó không? Xử nó không mà xử nó hư xe sao? Nó bắn mình hư xe, nó bắt cóc hồi nãy. Thấy nó chùm lên nó lấy. Nó hiểu tiếng cảnh sát mày sợ đi con. Sợ chưa? Để mình lên mình chặn đầu nó thử coi. Mắc cóc kìa. Quay quay mày đụng xe tao mày. Rồi nó bắn mình luôn kìa. No. Mày tới số rồi con, mày kiếm chuyện với ông, mày tới số rồi con, còn nào nữa? Chết chết nè. Này là con tin nè, thấy chưa? Đó. Ôi trời đẹp ơi, trời ơi. Trời ơi, rung động quá. Ok, trời ơi, anh trời ơi, lên xe. Trời không có sao đâu mà, trời ơi. Lên xe em gái ơi, ngồi phía trước nè, Ừ, ngồi phía trước, đúng rồi, ngồi phía trước. Ừ. Đừng ngồi phía sau. Bọn mày ngu hả mày, bắt cóc hả mày, tao nghi rồi. Trời ơi, rung động. Đẹp. Xin số nha, chúc xanh xin số. Không, các bạn thấy xe chống đạn không? Kiến nó bắn vô mà không bị gì luôn. Chạy. Ê. Xíu là chết. You know, for as long as I can remember, the Lost was my life. I was committed. And until you've been with a fat, hairy, middle-aged guy who hasn't changed his leathers in a week, you don't know the meaning of commitment. You know what I mean? Mình xíu mình bật cái chế độ mà nóng nóng trong xe, sưởi ấm trong xe lên, tắt máy lạnh đi cho em nó nóng quá. Nó cởi nút nè. Chơi thôi. Wait, thằng kia, trời ơi, cái ẩu quá, nó chạy ẩu không? Ok. It's sick. I was too far in, too gone to see what a victim I'd become. You know the problem is, just leave the Lost. You're locked in. It's worse than religion or cable TV subscription. Nó nhiều ta. Muốn hốt con này về chắc nó nói cả ngày, nó nhảy cả ngày luôn á, biết luôn tay luôn. Hello. Uy, nhìn lên cái em gái. Đó, trời ơi, nó nghe lời mình luôn rồi, nó cái nó nhìn. Công nhận bọn này nó hay thì kêu nó nhìn qua, nó nhìn qua liền luôn, ghê không? Hey, why the hell would you get involved with those punks in the first place? It was exciting at the beginning. Tough guys, money. Ê, xe Phương Trang rồi, từ nhập làng rồi, từ nhập làng. Trời ơi, nó chạy ẩu à. I end up rolling with a gang of older guys for like 10 years. Fuck, I am so naive. Chảo à, nó xe lớn mà nó không nhường, nó chạy nó lớn làng, ghê không? Xe cao nhiều nhiều rồi nó ngã rồi. Tattooed on my stomach. So stupid. It'll cost a fortune to laser that off. Kẹt đường rồi. Bỉ này đậu xe, đậu gì đâu mà. Tắt đường hết trơn à.
The people in my group therapy think I'm really pretentious. Can you believe that? Me, cái giọng cười này đó, mình cái điệu cười. Guess what? Cái điệu cười này bá đạo quá đi. Cái gì vậy? Trời ơi, nó phát. Trời ơi, nó bắn mình. Trời ơi. Mày vô đây, tao hốt mày bắn xăng đi, mày ngon mày bắn xăng đi, nổ chết chùm nó luôn nè con. Vô. Vô đây. Còn thằng nào nữa? Mày bắn nè, ủa sao đụng nó không té ta? Quay, 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 hư xe mày, hư xe, lật xe, lật xe. Hên quá sẵn. Rồi, rồi xong banh cái mui mạ vàng của tôi. Trời ơi. Bây giờ bọn mày thích làm sao? Giờ tao xuống chơi bọn mày nè. Bây giờ thích làm sao? Lì á mày. Ơ đừng bắn em anh trai, Ê em gái đừng đi theo, Đi núp vô anh, núp vô. Được rồi. Mày bắn banh xe tao luôn. Hư xe tao. Chết rồi mà còn không chịu chết. Chết rồi mà không chịu chết. Lấy súng bắn tao mày. Chết rồi mà không bắn tao. Chết rồi mà còn bắn tao, cho mày chơi bơm nè. Lên. Trời ơi, xe của tôi. Cái miếng cabo mạ vàng của tôi. Cái nắp cabo mạ vàng, ở bây giờ nó sẽ đổ nè, cho mày chết nè. Nó bắn bể kiếm luôn ta. Ờ, bọn này đúng rồi, nó chơi sập gân mà. Xe mình chống đạn nhưng mà chỉ chống đạn đạn thường mà chứ đạn mà dữ quá nó cũng kính nó cũng chịu không nổi. Mà xe vẫn ngon như thường, trời. Xe này đem đi hộ tống tổng thống là chất luôn. Nó chạy mượt luôn, 180 luôn. Em gái chung là dướng vô cái chở em này đi xong mà thấy tốn quá trời luôn, tốn đạn nè. Tốn tiền sửa xe là xe bà chị mới mua xong á, này bà chị bà biết chặt ba cạo đầu luôn á. Không mà đầu mình chọc sẵn rồi, không sao, không sợ. Hello. Nhớ xin số nha, Đây đúng không? Ok. Okay, this is it. Thank you again. Look, I think we should just put all this behind us, don't you? Bye bye em gái. Bye bye. Trời ơi, xe của tôi chưa gì hết, làm được chiếc Uber là banh xe bà nó đi sửa xe cái nào. Đâu ta, đâu à? Sửa xe bên nào ta? Đâu mấy trạm sửa xe đâu, là một cái chỗ đây. Sau đó cái tâm còn chiếc này chỗ này hả? Chắc chiếc này chỉ vô được chỗ đó thôi ha. Giờ phải đi sửa xe cái đó. Trời ơi. Ơi, được cái đụng mày. Ơi, được cái đụng xe tao. Nó tàn quá rồi. Cửa bung ra, bên này cũng bung ra hết trơn rồi. Nhắn tin hoài vậy, tưởng đó em gái nhắn tin, ai ngờ mà nhắn tin, thôi nghỉ đi dẹp. Xe gì đâu mà lỗ không. Mà xe vẫn ngon. Đó, như cái nó bắn này nó mới trúng cái phục nhúng cái gì, ơ là trúng cái phục nhúng cái gì không, mà sao cái xe nó thấp ta. Thấp vô cái bánh xe luôn. Có chừng cả bánh xe à nha. Vinamilk. Chết đường mấy đứa ơi, chết đường. Xe anh là mới lập công lớn, tránh ra mấy đứa. Ôi ơi, nó vượt ra mà nó không nhìn gương, nó không xi nhan gì hết luôn. Mấy thằng này phải giết nó mới được. Giết không tha, giết như bọn nãy bắn ngay đầu á. Cái xe nó kêu. Tội quá trời luôn. Ơ trời. Chết bà. Ê hình quá, hình quá anh còn sống. Thôi anh bỏ xe đi luôn rồi. Không để ý, tại cái xe này nó lạ quá, không để ý. Đổ xăng rồi, đã hết xăng rồi. Chung hôm nay mới chạy được con cú Uber, xong rồi chở em gái đó cái hết xăng banh xe. Ngày gì mà xui dữ.
cho nó săn cái đã. Bầm 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 bầm. Ôi nó lát không kịp luôn cơ. Chắc cũng như một phần mình đang copy game ở ngoài nữa. Đang copy từ bản quá gốc GTA 5 ra bản bản một bản nhỏ nữa. Ừ đúng rồi mày hỏi đi, đúng rồi xe tao bị gì mày hỏi là đúng rồi đó. Banh cái nắp capo luôn. Nắp vàng không. Con xe nó kêu tiếng à. Đó nó kêu à. Tội với con xe mới mua quá, xe mới luôn á. Rồi ok tới tiệm sửa xe. Đem vô sửa xe cái đã. Bung đít hết trơn luôn. Hello. Galivanter Back Baller Le WB Amoret. Cái tên dài không? 5.15 đô. Quá trời mắc. Đó, mới tin luôn, đẹp liền. Đó, trời ơi. Rồi sống quá quá đã ư trời. Để cái dụng nước cái dụng cán qua cái chơi. Rửa bánh xe, rửa bánh xe. Bây giờ là đi đâu ta? Cái chỗ rửa xe rồi. Rửa xe nó xa quá, không biết cái chỗ rửa xe nằm đâu nữa. Nè, khâu quá. Ơi gần mà đi rửa xe cái. Xe chạy lâu quá rồi phải đi rửa. Rửa rửa tại vì xe mới sửa lại. Ở xe đằng kia giống mình kìa. Giống á nhưng mà nó không có như mình. Nó chỉ giống một phần nào đó thôi, phong khi giống nhẹ nhẹ chứ nó không có giống hết. Công nhận con xe này chạy êm, cái tiếng máy quá êm luôn. Giờ này giờ chiều đúng không hả? Đem xe về rồi tối vô bệnh viện thăm bà chị. Thăm bà chị xong rồi đợi tin chị xuất viện. Ê thằng kia, cho đi gái. Ê nếu vượt đèn đỏ nè. Ủa đèn xanh nữa. Tự nhiên thấy nó chạy chậm mà nó đạp nhanh lên tưởng nó vượt đèn chứ. Ý xe cơ bắp Mỹ. Một cái con kia là con súp giống mình đó nhưng mà xe cùi thôi mấy em ơi, mấy em xem em mà so sánh lại bằng. Cần một cái bánh xe mạ vàng của anh thôi là mua được mấy chiếc đó luôn. Đem vô chỗ rửa xe chắc thằng rửa xe nó lát mắt luôn. Ủa mà quên cái rửa xe bên này là nó rửa xe tự động mà. Chắc máy nó lát mắt luôn. Đâu có thằng rửa xe đâu, bên này rửa xe tự động mà. Từ từ thôi đó, từ từ thôi. Ủa bên kia, ủa không phải bên kia rồi, không phải chỗ đây là Kaka Wash nè. Đây đúng không mấy anh? Vô đầu nào, vô đầu này hay đầu kia? Đầu này được không? Ủa đầu nào vậy? Đầu này hả? À đầu này. Cái từ 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 đến quay đầu cái. Rồi, vô rửa xe. 555-1061-2-0162 hả? Xịt nước, xịt nhẹ nhẹ nha, có chừng chóc vàng. Đó trời ơi, đẹp quá trời luôn. Xịt nước nè. Xịt xà bông ở đâu có đâu. Chà chà cái hết. Đó xà bông rồi. Xịt. Xong rồi cái này là cái nó thổi thổi hơi nóng cho nó cái xe nó khô đó. Bóng trời ơi bóng loáng luôn. Quả đã đỏ Gavanter. Bóng loáng tính từng chi tiết luôn, không còn hạt bụi nữa luôn. Nó bên nội thất bên trong màu hường. À rồi ok thì video mình đến đây hết. Nếu hay các bạn nhớ like và share video giúp mình và nhớ đăng ký kênh đi, mình của mình để nhận những video mới hơn.
Và đừng quên comment góp ý với các bạn ha. Bây giờ mình đi ngủ đây. Bye các bạn.